Vào hai ngày, ngày 2, ngày 3 tháng 11 năm 2019, lần đầu tiên, công ty Tincom Media kết hợp cùng tập đoàn First Foundation của Hàn Quốc tổ chức một sự kiện rất quy mô mang tầm ảnh hưởng quốc tế tại Việt Nam, Hội chợ triển lãm quốc tế về làm đẹp và chăm sóc sức khỏe châu Á Asia Beautopia Expo 2019. Chương trình được sự bảo trợ của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI, đồng thời có sự phối hợp tổ chức của Hội Đào tạo và Phát triển Nghề Làm Đẹp Việt Nam VNBA và Hiệp hội Doanh nhân Đầu tư Việt Hàn VKBIA. Theo một báo cáo của Mintel, Việt Nam là quốc gia có tỷ suất tăng trưởng nhanh nhất thế giới trong ngành công nghiệp mỹ phẩm. Do đó, nhiều khả năng thị trường mỹ phẩm Việt Nam cán mốc 2,35 tỷ đô vào năm 2019. Theo dự báo của Global Spa and Wellness Economy Monitor, tốc độ phát triển ngành làm đẹp tại Việt Nam đến năm 2020 dự kiến đạt 20% mỗi năm. Với nhu cầu thẩm mỹ, làm đẹp ngày càng tăng nhanh, ngành công nghiệp làm đẹp của Việt Nam đang không ngừng lớn mạnh và đây sẽ là nơi nở rộ nhiều cơ hội kinh doanh hấp dẫn cho các nhãn hiệu mỹ phẩm làm đẹp trong và ngoài nước. Và để có được những con số ấn tượng đó, không thể không kể đến sự góp phần của các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực làm đẹp. Chính vì vậy, trong khuôn khổ của Hội chợ triển lãm quốc tế về làm đẹp và chăm sóc sức khỏe châu Á, Hội Đào tạo và Phát triển Nghề Việt Nam VNBA đã diễn ra lễ vinh danh, trao tặng bằng khen cho các đơn vị, doanh nghiệp có cống hiến vì sự phát triển ngành làm đẹp Việt Nam với thâm niên 20 năm, 15 năm, 10 năm. Các vị thân mến, để bắt đầu cho chương trình lễ vinh danh các doanh nghiệp cống hiến về sự phát triển ngành làm đẹp tại Việt Nam, xin được trân trọng kính mời bà Nguyễn Phúc Cẩm Anh, Phó Chủ tịch VNBA miền Nam sẽ có đôi lời lên phát biểu. Xin trân trọng kính mời bà. Chúng tôi xin rất là hân hoan được chào mừng tất cả quý vị ngày hôm nay đến dự buổi lễ vinh danh cho các doanh nghiệp của ngành làm đẹp đã có một bề dày cống hiến rất là dài cho cái ngành làm đẹp chúng ta, ngành làm đẹp Việt Nam. Dạ, xin cho tràng pháo tay để chúng ta đón chào tất cả mọi người đi ạ. Tham dự lễ vinh danh các doanh nghiệp cống hiến cho ngành làm đẹp Việt Nam Asian Beautopia Expo 2019 có bà Nguyễn Thị Hằng, nguyên Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Chủ tịch Hiệp hội Giáo dục Nghề nghiệp và Nghề công tác xã hội Việt Nam. Về phía VNBA có các phó chủ tịch bà Đặng Thị Xuân Hương, bà Nguyễn Kim Oanh, ông Nguyễn Tượng Linh và các phó chủ tịch VNBA của văn phòng các tỉnh phía Nam như bà Nguyễn Phúc Cẩm Anh, bà Lưu Thị Phong Lan, bà Trương Thị Ngọc Ánh. Ngoài ra có đại diện của Hiệp hội Doanh nhân Đầu tư Việt Hàn, Hiệp hội Spa Malaysia cùng các doanh nghiệp hiện đang hoạt động trong ngành làm đẹp Việt Nam. Không khí buổi lễ vinh danh diễn ra một cách trang trọng trong sự hân hoan của đông đảo quan khách tham dự, đặc biệt là niềm vinh hạnh của các doanh nghiệp. Cảm ơn ban tổ chức và chúc mừng các đồng chí đã có nhiều người, nhiều nhà khởi nghiệp thành công và nhiều người có hành nghề chăm sóc được cho nhiều đối tượng, cho khách hàng mà ai cũng để lại những cái kết quả rất là tốt đẹp. Tôi xin cảm ơn ban tổ chức, cảm ơn các vị đại biểu và chúc các nhà doanh nghiệp, những người làm đẹp và chăm sóc sức khỏe cho dân tốt sẽ thành công hơn nữa. Xin cảm ơn. Những bằng khen danh giá được trao bởi VNBA, tổ chức hội nghề nghiệp uy tín về làm đẹp trực thuộc quản lý của Bộ Lao động Thương binh Xã hội, chính là minh chứng rõ ràng nhất cho sự cống hiến của các doanh nghiệp có sự đóng góp lâu năm và đã khẳng định được tên tuổi trên thị trường làm đẹp Việt Nam trong suốt thời gian qua.